Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em trao đổi với anh chị về một cái ngành ngành chứng khoán. Đây là một trong những cái ngành nghề mà cách đây khoảng một tuần trở lại đây á, em nhận thấy là khá là nhiều anh chị quan tâm, cũng như là các nhà đầu tư trên thị trường quan tâm. Lý do chính để mà nhiều nhà đầu tư quan tâm, tức là do giá cổ phiếu trong khoảng thời gian vừa qua là giảm tương đối nhiều, và đối với những nhà đầu tư họ họ không thích đầu tư khi mà những cái doanh nghiệp giá cổ phiếu nó đã tăng á, thì thường thường là anh chị sẽ lựa chọn những cái doanh nghiệp chưa tăng. Đó cũng là lý do tại sao mà giá cổ mà khoảng 2 tuần trở lại đây thì khi mà mặt bằng giá của các cổ phiếu tốt, em ví dụ như là RE, Vinamilk, FPT gì đó nó tăng hết rồi, thì các anh chị sẽ để ý đến những cái ngành nghề mà nó chưa tăng, ví dụ như là ngành chứng khoán như này. Thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về một vài điểm lưu ý đối với ngành chứng khoán như này. Anh chị sẽ thấy rằng là không chỉ riêng về HCM đâu, anh chị sẽ thấy này, chứng khoán HSC này, chứng khoán SSI này, hay chứng khoán VND này. Đây là ba cái doanh nghiệp mà nó có vốn, có cái thị phần môi giới, nằm trong top 3 doanh nghiệp có thị phần môi giới lớn nhất. Thì anh chị có thể thấy rằng là cái giá cổ phiếu của nó tăng rất là mạnh và giảm rất là mạnh. Thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về cái cách nhìn của em đối với những doanh nghiệp mang tính chu kỳ. Tại sao em lại nói là chu kỳ và chu kỳ nó nằm ở đâu? Và đầu tư những doanh nghiệp chu kỳ thì chúng ta nên quan tâm đến những yếu tố gì? Đầu tiên em sẽ đi vào một cái doanh nghiệp đại diện ha. Một cái doanh nghiệp đại diện đi. Đối với những doanh nghiệp ngành chứng khoán như này thì HSC, SSI, VND thì hầu như họ cũng sẽ thuê cái Big Four làm đơn vị kiểm toán, cho nên anh chị cũng yên tâm cái vấn đề rằng là cái tính minh bạch của những cái doanh nghiệp ngành tài chính, thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm được những cái doanh nghiệp này. Thì đối với những cái doanh nghiệp như này á, tại sao nó lại liên quan đến vấn đề khá là nhiều liên quan đến đó, đến cái tính chu kỳ và mức độ, tại sao lại một cái doanh nghiệp ngành chứng khoán nó lại biến động như vậy, thì em sẽ trao đổi với anh chị. Anh chị nhìn đây này, hầu như những cái tài sản của doanh nghiệp á, hầu như nó đều đến từ cái khoản đó là tiền và tương đương tiền, có nghĩa là họ kinh doanh tiền, họ kinh doanh tiền và họ cho vay đối với những cái khoản đầu tư, họ cũng giống ngân hàng thôi, có nghĩa là họ sẽ sử dụng các khoản khoản đầu tư, họ sử dụng các nguồn vốn của họ và họ dựa vào cái danh mục đầu tư của nhà đầu tư á, họ sẽ cho vay nhà đầu tư một cái tỷ lệ nhất định, và đó là những cái khoản đó là khoản cho vay đây. Ngoài ra thứ hai nữa, anh chị sẽ thấy rằng là hầu như những cái khoản 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 tiền của các doanh nghiệp ngành chứng khoán á, họ đều đến từ những cái khoản vay, có nghĩa rằng là cái tính cái mức độ nợ của các doanh nghiệp ngành ngành chứng khoán nó cũng rất là cao. Do đó rằng là đối với những cái doanh nghiệp như này thì tính ổn định của doanh nghiệp nó không có nhiều. Anh chị sẽ thấy này, hầu như là cái tính nợ của doanh nghiệp rất là cao, nợ khoảng 2.600 tỷ thì đến hơn 2.000 tỷ là doanh nghiệp đã nợ rồi. Họ có nghĩa là họ huy động vốn, có thể là họ huy động vốn từ những nhà đầu tư, họ huy động vốn từ các ngân hàng, các ngân hàng sẽ cho vay, hoặc là họ sẽ huy động vốn dựa vào hình thức là phát hành trái phiếu, có thể là trái phiếu chuyển đổi hoặc là trái phiếu kỳ hạn, với mức lãi suất là khoảng hơn 10% một năm. Ví dụ như vậy thì anh chị sẽ thấy rằng là cái mức mức nợ của doanh nghiệp là khoảng 2.600 tỷ trên cái mức vốn chủ là khoảng 3.000 tỷ, tức là thường thường những doanh nghiệp ngành tài chính hay là ngành ngân hàng nói chung luôn á, cái tỷ lệ đòn bẩy nó rất là cao, tại vì họ là những doanh nghiệp kinh doanh tiền, cho nên là ngay cả bản thân cái cơ cấu tài sản và cơ cấu nợ thôi á, nó đã có những cái rủi ro rồi. Em sẽ đi sâu hơn về cái tình hình hoạt động kinh doanh của những cái doanh nghiệp như này này. Đối với những doanh nghiệp ngành chứng khoán, anh chị lưu ý này, nó có hai phần kết cấu, để nó có hai phần cơ cấu hình thành ra một cái doanh thu và cái lợi nhuận của một cái doanh nghiệp ngành chứng khoán. Và đôi khi anh chị nhìn vào dựa vào hoạt động kinh doanh chính á, anh chị sẽ không nhìn ra được những cơ hội và anh chị cũng sẽ không nhìn ra được những rủi ro. Thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về một doanh nghiệp hoặc là một vài đại diện doanh nghiệp ngành chứng khoán để anh chị có những cái lưu ý riêng khi mà anh chị đầu tư. Cái thứ nhất á, hình thành nên một cái doanh thu của một cái doanh nghiệp chứng khoán á, nó sẽ có những cái yếu tố cơ bản nhất, đó là lãi từ các khoản cho vay này. Các khoản cho vay có nghĩa là các khoản mà anh chị sử dụng cái lãi vay của margin của các công ty chứng khoán á, anh chị sẽ thấy này, lãi này là nó giảm khoảng hơn 50 tỷ này, hơn 50 tỷ là giảm phải hơn đến hơn 40% đó. Rõ ràng là thấy là cái tính chu kỳ nó thể hiện luôn anh chị này. Quý 1 năm 2018 thì cho vay gần hơn 150 tỷ, quý 1 2019 cho vay có 100 tỷ à. Rõ ràng là người ta đi vay ít hơn, và ít hơn thì ít hơn những cái mô hình hoạt động kinh doanh theo kiểu ổn định đó, thì nó sẽ như nào, nó sẽ tăng khoảng 10-15% hoặc là nó sẽ giảm 10-15%. Còn đối với những doanh nghiệp mà mang tính chu kỳ, hoạt động trong những ngành nghề chu kỳ á, tăng thì tăng 100% mà giảm thì giảm 50%. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán này 100 tỷ này, năm ngoái là 233 tỷ, tức là giảm 50%. Có những quý như 2017, 2018 á, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng 100%. Nhưng mà có những quý như 2019 này, lợi nhuận doanh nghiệp giảm 50%. Đó chính là cái tính chu kỳ ngay từ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và đó là một cái sự thị trường chứng khoán đã đi xuống là cho thanh khoản thấp hơn,
thì những cái vấn đề liên quan đến nghiệp vụ lưu ký hay là doanh nghiệp thu thu phí tư vấn đầu tư đó thì nó sẽ sụt giảm, chắc chắn là nó sẽ sụt giảm và sụt giảm rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai làm nên cái tính gọi là tính chu kỳ của doanh nghiệp nữa, nó đến từ cái cơ cấu doanh thu từ cái chênh lệch tài tài chính. Có nghĩa là ngoài cái việc mà doanh nghiệp này là doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ sản phẩm tài chính về tư vấn đầu tư, về môi giới, về cho vay mặt zin ra, thì bản thân các công ty chứng khoán họ cũng là những người đi đầu tư. Và các doanh nghiệp ngành tài chính thì họ sẽ được đánh giá lại tài sản hàng quý. Có nghĩa là anh chị phải coi được coi là cái danh mục đầu tư của họ trong quý vừa rồi á, thì giá cổ phiếu của những cái sản phẩm đó nó có tăng hay không. Em ví dụ nha, quý 1 năm 2018 nha, doanh nghiệp thu được gần 400 tỷ tiền là lãi trên là đánh giá tài sản, do quý 1 2018 là đỉnh của thị trường. Họ ghi nhận một cái lãi là khoảng 400 tỷ. Đến thời điểm quý 1 2019 á, rất may là họ vẫn còn lãi nha. Chứ nhiều công ty chứng khoán là họ lỗ rất là nặng. Thì rõ ràng là anh chị sẽ thấy rằng là nếu mà để so sánh tất cả những cái thứ liên quan đến cái dòng tiền của năm 2019 so với 2018 á, anh chị sẽ nhận thấy rằng là doanh nghiệp này giảm rất là nặng. Mà đây là một trong những doanh nghiệp có cái cơ cấu đầu tư tài chính tốt nhất trong nền trong ba doanh nghiệp đứng đầu của ngành chứng khoán luôn, mà họ còn sụt giảm về lợi nhuận rất là nặng. Anh chị sẽ thấy là tổng doanh thu năm nay là được gần 300 tỷ, năm ngoái là 800 tỷ, tức là phải giảm hơn 60%, 60 đến 70%. Thì rõ ràng là đó chính là cái yếu tố làm cho sao, làm cho cái giá cổ phiếu nó tăng mạnh và nó giảm mạnh. Thì đây chính là những cái doanh nghiệp mang tính chu kỳ, và những cái doanh nghiệp mang tính chu kỳ như này anh chị không đầu tư được dựa vào báo cáo tài chính. Tức là sao? Khi mà một cái báo cáo tài chính tốt á thì giá cổ phiếu nó đã cao rồi. Còn khi mà một cái báo cáo tài chính nó xấu á, giá cổ phiếu nó đã giảm rồi. Anh chị mà đầu tư mà anh chị kỳ vọng là HCM mình chờ những cái điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp nó tốt trở lại để anh chị đầu tư á, thường thường anh chị đầu tư anh chị sẽ mua ở ở vùng giá rất là cao. Và tính ổn định của những cái doanh nghiệp ngành chứng khoán nó không cao, cho nên rằng là cái việc anh chị đầu tư dài hạn của một doanh nghiệp ngành chứng khoán á, anh chị phải đầu tư và dựa vào cái kỳ vọng trước đó. Cái kỳ vọng rằng là gì? Một quý nữa, hai quý nữa ngành chứng khoán sẽ tốt hơn, thanh khoản sẽ tốt hơn, hoặc là một hai hai quý tới á, cái danh mục đầu tư, danh mục tự doanh của các doanh nghiệp chứng khoán này nó sẽ ngon hơn, nó sẽ giá cổ phiếu nó sẽ tăng tốt hơn. Chứ anh chị không được đầu không không nên đầu tư khi mà sao, khi mà những cái vấn đề tốt đó nó đã được diễn ra và giá cổ phiếu nó đã diễn ra rồi. Do đó chính là đây là cái thời điểm rất là thích hợp để anh chị gom dần cổ phiếu. Nhưng mà như em nói, trong một cái đầu tư anh chị không nên đầu tư dựa vào ngắn hạn. Đầu tư 3 tháng 6 tháng nó vẫn chỉ là đầu tư ngắn hạn thôi. Cho nên cái chuyện mà anh chị đầu tư gom các cổ phiếu ngành chứng khoán, em không phủ nhận. Đây là cái cơ hội để anh chị mua gom những cái doanh nghiệp mang tính chu kỳ. Khi mà tất cả những cái thứ như là thanh khoản thị trường tài chính nó sụt giảm, các khoản đầu tư kinh doanh tài chính nó cũng ghi nhận những cái khoản đầu tư không hiệu quả, làm cho cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sụt giảm rất là mạnh, dẫn đến giá cổ phiếu nó giảm. Anh chị sẽ thấy rằng là giá cổ phiếu giảm đến 50%. Tức là những cái xấu của doanh nghiệp nó đang được diễn ra. Và anh chị đầu tư vào những doanh nghiệp này thì em khuyến khích như này, anh chị hãy sử dụng những cái dòng tiền đều á, em ví dụ hàng tháng anh chị đầu tư anh chị bỏ vào khoảng 20-30% tài sản. Anh chị gom dần hàng tháng anh chị gom dần, hoặc anh chị mua một cái cơ số ban đầu, nhưng mà anh chị mua nhỏ giọt và mua ở những thời điểm giá cổ phiếu giảm mạnh. Em thì em hay dùng RSI, và rõ ràng anh chị sẽ thấy rằng là anh chị đầu tư những cái doanh nghiệp như này anh chị dùng RSI rất hiệu quả. Còn cái việc mà giá cổ phiếu tăng rồi dòng tiền vào rồi anh chị đầu tư, thực sự em nghĩ là sẽ không hiệu quả đâu. Thị trường những năm trở lại sau này sẽ nó sẽ khó hơn, và anh chị đầu tư nó sẽ cần phải một cái sự điềm tĩnh hơn, mua khi mà giá cổ phiếu giảm. Rồi em quay lại cái vấn đề rằng là thế thì nó sẽ có hai khoản đánh giá. Thứ nhất là dựa vào cái thị trường chung nó tốt. Cái thứ hai là dựa vào cái danh mục đầu tư. Thì em sẽ đi sâu vào cái vấn đề danh mục đầu tư. Còn thị trường chung tốt á, thì bản thân anh chị đầu tư trên thị trường chứng khoán, anh chị sẽ có một cái cảm nhận thanh khoản của cái thị trường chứng khoán trong quý nào sẽ tốt hơn. Và anh chị sẽ từ từ anh chị sẽ nhận diện được những cái cơ hội dựa vào cái hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về hoạt động kinh doanh đầu tư của một cái doanh nghiệp ngành chứng khoán. Thì anh chị nên lưu ý những cái gì? Đây, anh chị chờ em một chút nha. Đây, đây chính là những cái doanh nghiệp mà một cái công ty chứng khoán á, trong cái thuyết minh báo cáo tài chính thì các công ty chứng khoán sẽ cho anh chị thấy được rằng là họ năm nay họ sẽ đầu tư cái gì. Đây, em ví dụ như là quý 1 năm 2019 thì HSC họ sẽ đầu tư vào những doanh nghiệp như thế nào. Thứ nhất á, là họ sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp trên sàn Upcom là có 400 tỷ. Trong đó họ sẽ đầu tư vào cái Dược Hậu Giang, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Kỹ Thương là Techcombank đó, Thép Hòa Phát, Sữa Vinamilk, Ngân hàng Ngoại Thương là Vietcombank, Vietjet, Masan, Vinhome.
đây đều là những cái doanh nghiệp thuộc VN30 cả. Và rõ ràng đây là một cái cơ cấu đầu tư nó tốt đấy, tốt hơn so với hai doanh nghiệp còn lại nha. Cho nên anh chị sẽ thấy rằng là gì, nếu những cái doanh nghiệp này này mà giá cổ phiếu nó tăng á thì thường thường là HCM nó sẽ được lợi. Còn nếu mà những doanh nghiệp này giảm, thị trường giảm rồi đầu tư không hiệu quả thì là cái danh mục đầu tư này nó sẽ không được lợi. Và đó chính là cái điểm tác động đến cái sự tăng giảm của giá cổ phiếu của HSC nói riêng và các doanh nghiệp ngành chứng khoán nói chung. Cho nên khi anh chị đầu tư vào những doanh nghiệp như là HSC, SSI, VND hay là những doanh nghiệp như là chứng khoán FPT nơi em đang làm việc á, anh chị nên lưu ý những cái tài sản này. Đây chính là một phần để tạo nên cái cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai. À, đó. Thì qua đây là một cái trao đổi ngắn của em đối với ngành chứng khoán. Thì em chỉ đi sâu vào một doanh nghiệp như HSC thôi, nhưng mà anh chị hoàn toàn có thể anh chị sử dụng những cái kiến thức này để anh chị xem được coi là SSI, VND, chứng khoán FPT hay chứng khoán ngân hàng quân đội sẽ có những cái gì đột biến và kỳ vọng hay không để anh chị đầu tư. Còn đối với em á, những cái doanh nghiệp như này thực sự là giá cổ phiếu nó đã giảm rồi, cho nên là tất cả những cái xấu của doanh nghiệp, những cái lợi nhuận của doanh nghiệp, doanh thu doanh nghiệp sụt giảm đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà em thì cũng không phủ nhận rằng là gì, cái ngành nghề mang tính chu kỳ á, anh chị không thể nào anh chị đầu tư dựa vào cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó đã thể hiện ra trên cái báo cáo tài chính, mà anh chị hãy đầu tư mua gom dần ở những cái thời điểm mà cái giá cổ phiếu nó đã phản ánh những cái xấu đó rồi, và mình chờ những cái thời điểm mà thị trường chứng khoán tốt hơn, danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán tốt hơn để anh chị đầu tư. Trên đây là những cái kiến thức cơ bản của em, để hy vọng là sẽ mang lại cho anh chị một cái nhìn nó rõ ràng hơn khi anh chị đầu tư vào cái ngành nghề chứng khoán. Thì để mà mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi em đang làm việc và em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị á, anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 0933 687 436. Ngoài ra thì em còn có tổ chức và đào tạo cũng như là tư vấn cho nhà đầu tư tham gia những các khóa đào tạo của em online, offline tại Sài Gòn và Hà Nội. Em còn quản lý tài sản cho những nhà đầu tư có một cái mong muốn là tìm kiếm được một người để quản lý cái tài sản của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất. Thì cũng cảm ơn tất cả anh chị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ em. Hy vọng là em sẽ được làm việc với anh chị trong thời gian sắp tới. Em xin hết.